Sáng bán sớm hả chị? Rồi ngon quá ha. Này đại hạ giá luôn phải không? Đại hạ giá luôn. Rồi 6 ngàn. Cũng cá lóc cá rô phải không? Rồi ốc kìa. Ngon quá. Ốc nhiêu ký mà. Ốc nhiêu mà ngon quá thì kia. Quá trời ngon rồi. Rồi chào bà con cô bác nha. Hôm nay mình cũng thức dậy sớm á để mình tranh thủ gửi là một mình thấu hình ảnh mua bánh ở chợ quê của quê mình á đến bà con cô bác. À, hiện giờ mình ở trên đầu chợ để xem bà con mua bán cá lóc nè. Gì mà ghẻ ghê vậy? Có 35 ngàn ký vậy? Cá lóc 35 ngàn một ký, 3 ký. Cá sống được rồi, cần gì đẹp. Cá lóc 35 ngàn một ký, 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký, 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký, 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký, 3 ký 100. Mua nguyên chứ đâu có mặn hả anh bạn? Rồi con nó bự chảng luôn kìa. Cá lóc 35 ngàn một ký 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký 3 ký 100. Cá lóc 35 ngàn một ký 3 ký 100. Rồi. Con bự bự không ha. Giờ mình đi chụp lại coi hai chị mua bán cá buổi sáng. Giờ mình đi qua bên trước cửa chợ nha bà con. Mua món cá gì nữa. Ở trên đây là cái đường vô chính của chợ á. Rồi quá trời tôm luôn, tép luôn. Sáng nay hôm nay có nghỉ không? Tưởng sợ dịch bệnh nghỉ ha chứ. Đi
chợ gặp hai bà này ngồi kế bên nữa. Mắm với khô nữa. Mắm với khô ngồi dạ. Này có mắm gì khác không? Cũng cá lóc cá rô phải không? Cua bữa nay mới quá nè chị. Cua bữa nay mới to nữa mà. Cua xài đi, quá gì xài luôn. Sáng nay sống rau gì chưa nghe anh bảo? Có người đó rau. Ừ? Có người đó rau, người đó rau. Sáng làm gì hai anh em ngồi đây hả? Anh em ngồi bán gì mà làm thinh vậy? Không quạt không gì lên sao vậy? Rồi ốc kìa, ngon quá. Ốc nhiêu ký mà? Ốc nhiêu mà ngon quá thì kia. Quá trời ngon rồi. Ốc lát. Này giảm giá luôn rồi, cứ leo 3 ký 10 ngàn à. Này đại hạ giá luôn phải không? Đại hạ giá luôn. Rồi 6 ngàn. Khu này khúc cuối chợ rồi, hay xâm tụ trở lại. Sáng mà con bán quá trời đồ à. Cá đồng với tép ngon quá trời nè, ăn luôn. Sáng bán sớm hả chị? Rồi ngon quá ha. Đây thì thưa cảm ơn bà con đã theo dõi nha. Nãy giờ mình đi vòng vòng ở chợ quê mình này. Giờ mấy bên kia đông quá nên cũng chưa có dám qua.